Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 những ngày gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị 10, qua đó yêu cầu các chợ tự phát trên địa bàn phải ngưng hoạt động và các chợ truyền thống phải hạn chế một số mặt hàng không cần thiết. Bên cạnh đó, việc giữ khoảng cách đối với người đến mua nhu yếu phẩm cũng được chú trọng. Ngay sau khi chỉ thị 10 được ban hành, cơ quan chức năng quận huyện đã tăng cường ra quân tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định để răn đe. Theo ghi nhận của Vietnamnet tại chợ Nguyễn Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, để răn đe người dân và các tiểu thương trong chợ. Ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chỉ thị 10, tổ công tác đã nhắc nhở nhiều trường hợp, xử phạt hàng loạt điểm buôn bán tự phát và xử phạt cả người đến chợ mua thực phẩm. Chiều ngày 21 tháng 6, đoàn đã tiếp tục ra quân nhắc nhở tiểu thương cũng như người dân thực hiện chỉ thị 10. Đa số các tiểu thương và người dân nơi đây đều chấp hành tốt quy định. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều trường hợp cố tình bày bán hàng hóa bất chấp quy định. Nhiều tiểu thương chợ tự phát này khi thấy đoàn kiểm tra đã vội đóng cửa trốn kiểm tra nhưng bất thành. Đa số giải thích lý do là lỡ đặt hàng từ trước, cố bán cho hết rồi nghỉ. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử lý những tiểu thương này vì vi phạm chỉ thị 10 của Ủy ban nhân dân thành phố về phòng chống dịch bệnh. Giờ vi bán từ sáng giờ đóng cửa, ngủ. Không phải là bán thôi, để trong nhà nhưng mà họ đến họ mua có 5-10 nghìn thì lấy cho họ thế thôi chứ có phải bày ra đâu. Có, biết không biết, giỏi rồi, nghe TV suốt ngày 24/24 không biết. Còn bán ế, để đây ai vào mua được bán thì có bày đâu. Bán hết cái này là thôi đâu. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các tiểu thương vi phạm quy định, đoàn kiểm tra phường 12 quận Gò Vấp đã tiến hành lập biên bản người mua hàng hóa tại các chợ tự phát. Khi bị cơ quan chức năng xử lý lập biên bản, anh PVH, 23 tuổi, cho biết mình chỉ đến mua ít chả lụa và vài loại thực phẩm với giá vài chục ngàn đồng và nài nỉ không xử phạt. Tuy nhiên, để răn đe nhắc nhở người dân, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 1 triệu đồng với lỗi không đảm bảo công tác phòng chống dịch. Theo ông Đỗ An Nhàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 12 quận Gò Vấp, trong 2 ngày xử lý, phường đã xử phạt 9 trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường với số tiền 4 triệu đồng và 10 trường hợp không đảm bảo công tác phòng chống dịch với số tiền xử phạt 1 triệu đồng một người. Ngày ban đầu khi chúng tôi triển khai thì cũng có một số, đa số thì người dân người ta cũng ý thức cao, thật ra người ta cũng muốn bảo vệ sức khỏe của chính người ta thôi. Nhưng mà cũng có một số hộ dân người ta cũng hơi, hộ kinh doanh người ta cũng đôi co là tôi lỡ lấy hàng. Tôi phải bán hết ngày này qua ngày kia ngày nọ thì chúng tôi không có đồng ý. Mà nói là đây là cái chủ trương chung của thành phố, không riêng gì của địa phương đây. Nhưng mà mục tiêu hướng đến là nhằm bảo vệ sức khỏe người dân. Cho nên là cương quyết tuyên truyền là phải đóng cửa càng nhanh càng sớm càng tốt. Vì không vì một chút lợi nhuận trước mắt mà ảnh hưởng đến cái câu chuyện mất an toàn trong công tác phòng dịch này. Tại vì cái biến thể này trong cái văn bản thông báo của phường cũng nói luôn, đây là biến thể cái chủng Delta. Nó lây rất là nhanh và rất nguy hiểm cho những người dân trong cái khu vực đông dân cư.